Xin chào các bạn học sinh lớp 3. Hôm nay mình sáng dẫn các bạn viết đoạn văn tả về hộp bút, nội dung như sau. Vào đầu năm học mới, mẹ mua cho em một chiếc hộp bút xinh xắn. Hộp bút hình chữ nhật, chiều dài khoảng 20 cm, rộng chừng 5 cm. Hộp bút màu xanh da trời. Bên ngoài hộp được trang trí hình 5 anh em siêu nhân rất đáng yêu. Phía hông của hộp có một nút nhỏ, cầm và kéo ra sẽ thấy phần khay đựng bên trong của hộp bút. Phần khay đó khá rộng, đủ để em đựng đồ dùng học tập như bút, thước, tẩy. Khung hộp làm từ nhựa cứng. Bên ngoài được phủ một lớp bóng chống thấm nước. Em rất yêu thích chiếc hộp bút của mình. Trên đây mình vừa hướng dẫn các bạn học sinh lớp 3 viết đoạn văn tả về hộp bút. Các bạn cùng đọc và tham khảo những ý hay. Chúc các bạn học tốt.